Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm phân biệt công đức thứ 17. Lúc bây giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mệnh kim số dài lâu như thế vô lượng vô biên. Vô số chúng sinh được lợi ích lớn khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát A Dật Đa. Lúc đó ta nói Đức Như Lai thọ mệnh dài lâu như thế có 680 muôn ức na do ta hằng hà sa. Chúng sinh được vô sanh pháp nhận lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấm bồi được muôn văn trì đà la ni. Lại có muôn thế giới vi trần số Đại Bồ Tát đường nhạo thuyết vô ngại biện tài. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn truyền đà la ni. Lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển đường pháp luân bằng thôi. Lại có nhị thiên trung quân độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên quân độ vi trần số Đại Bồ Tát tam đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát đời sẽ được chính đẳng chính giác. Lại có ba tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có hai tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có một tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có tam thế giới vi trần số chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Lung đứng phần nói ca vì Đại Bồ Tát đo được pháp lời trên giữa không dưới hoa mãn đà la. Hoa ma mãn đà la đề đại vô lượng trăm nghìn muôn ưng càng đừng phần ngồi tranh tòa sư tử dưới gông cây bao và rải đứng tinh ca mâu ni phần cùng đứng đa bự vẫn ngồi trên tòa sư tử thấy trong tám bảy báo cùng rải tất cả các đại bồ tát và bốn bộ chúng lại rơi bồ bộ chiên đang trầm thủy hướng vân vân trong hư không trống trời từ kêu tiếng hay sâu xa. Lại đại nghìn thứ thiên y thông sang chuỗi ngọc chân châu chuỗi châu mà đi chuỗi châu như ý khắp cả chính phương càng lò hương bảo đó hương vô giá tự nhiên cầm đàn cùng vàng đại chúng. Trên mọi đứng còn có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lòng thứ để mà lên đến trời phàm thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tung mang ơi khen ca đức Phật. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ
có từ xưa chưa từng nghe. Thế con có chân lắng thọ mệnh chẳng thể lượng vô số căn phận tử nghe. Thế con phân biệt nói đưa quan lợi đó vui mừng đầy khánh thân quan trụ bần bần thôi hoàng được đà la ni. Hoàng vô ngài nhào thuyết muôn ân tiên tổng trì hoặc có coi đại thiên số vi trần bồ tát mỗi vị đều nói được pháp luân bận thôi chuyện hoàng có trung thiên giới số vi trần bồ tát mỗi vị đều có thể chuyên pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên giới chỗ vi trần bồ tát còn như lại tam đời sẽ được thành phật đạo lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế chỗ vi trần bồ tát theo số đời thành phật hoàn mộng tứ thiên hạ chỗ vi trần bồ tát còn dư có một đời sẽ thành nhân kia trí hàng chúng sinh như thế nghe phần thọ dài lo được vô lượng quả ba vô lậu răng thành tình lại có tam thế giới chỗ vi trần chúng sinh nghe phật nói thọ mệnh đều quan tâm vô thường thế con nói vô lượng bằng cả tư nghi pháp nhiều được có lời hình như hư không vô biên lưỡi hoa riêng mang đà hoa ma ha mang đà thính phàm như hằng xa vô số coi vần đánh dưới chiên đàn trầm thủy lặng sang loàn xa xuống như chiến bay liền xuống rai cung cản đứng phần trong trời trong hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống ca lò hương đẹp bao đồ hương quý vô giá tự nhiên đều cùng khánh cúng vàng ca thế tôn chúng đại bồ tát kia cầm phan lòng bày báo cao đẹp muôn ức thư thứ lên lên phàm thiên trước môi môi đừng quà trạng bảo treo phan to cung dùng nghìn muôn kể cả vinh cang như lai như thế các món việc từ xưa chưa từng có nghe phần thọ vô lượng tất cả đều vui mừng phần tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tân cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường lúc bây giờ phần bao ngại gì lần đại bồ tát ngã dẫn đã có chúng sinh nào nghe đến phần thọ mệnh dài lâu như thế nhận đến có thể xin một niềm tin giải được công đức không thể hạn lượng được nếu có thiền nam cử thiền nữ nhân vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia trong tám mươi muôn ức na do ta kiếp tu năm phật ba la mận bồ thị ba la mận trì giới ba la mận nhận dùng ba la mật tinh tấn ba la mật thuyền định ba la mật trừ trí tuệ ba la mật đem công đức này sanh với công đức tín giải chưa trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ngưng phần chẳng kiếm một nhận đến tính đêm thì dù không thể biết được nếu thiền nam tự thiền nữ nhân có công đức như thế mà thối thất nơi vô thường chính đẳng chính
gia thời quê không có lệ đòn. Khi ai đứng ra con muốn viên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng nếu người cầu tuệ Phật trong 80 muôn ứng na do tha kiếm số tu năm ba là mận ở trong cán kiếm đó bố thí cúng dường phần. Và duyên giang đệ tử cùng ca chung Bồ Tát đồ uống ăn báo là thượng phùng và đồ nằm chiến đang dừng tính xa dung vườn rừng trang nghiêm bố thí như thế tại can món đề vi diệu hơn ca kim số này. Để hồi hướng văn đạo neo lại nhìn căn giới thanh tịnh không thiếu sót cầu nơi đạo vô thường được các phần khen ngợi nếu lại tu nhẫn nhung trụ nơi chỗ điều du dầu ca ngán đến hài tâm đó chẳng quên đồng. Các người có được pháp cứu lòng tăng thường mang thì bọn này trên áo như thế đều nhận được hoàn lại chuyên tinh tân trí niệm thường bền vững trong vô lượng ngưng kim một lòng chẳng thể thôi lại trong vô số kiếp trụ nơi chỗ vắng vẻ. Hoàng ngồi hoàng kinh hành trừ ngũ thường nhiễm tâm do các nhân duyên đó hay chính ca thuyền định 80 ức muôn kiếp an trụ tâm chẳng loạn đem phước thuyền định đo nguyện cầu đạo vô thường. Ta được nhân thế trí tâm ngàn ca thuyền định người đó trong trăm nghìn muôn không đương này như trên đã nói đó có thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mừng nhận đến một niềm tin phước đại hương phương kia nếu người tròn không có tăng ca căng nghi hối thân tâm dày lãng tiền phường đó nhiều như thế nếu có căng bồ tát vô lượng tin thành đạo nghĩa ta nói thọ mừng. Đây thời tin nhận được các hàng người như thế định thù kinh điển này nguyện ta thở về lại sống lao đồ chúng sinh nhờ thế con ngày nay vừa trong ca kho thánh đạo tràng rền tiếng lớn. Nói pháp không xa xa chúng ta đời về lại được mọi người tôn kính lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mệnh cùng thế nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thân hồng rộng hay tống trì tùy nghĩa giải lời phần những người như thế đó nơi đây không có nghi. Lại A Dân đã đeo có người nghe nói đừng phân thọ mệnh dài lâu hiểu ý thu của lời nói đó người này được công đức không có hàng lượng có thể sinh tuệ vô thường của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này hoàng bảo người nghe hoàng tự thù trì hoàng bao người thù trì hoàng tử chép hoàng bao người chép hoàng đem hoa hương chuỗi ngọc tràn phán lòng nhiễu dầu thơm đèn nên cung giang quyền kinh công đức của người này vô lượng vô biên có thể sinh nhật thiết chủng chi A Dần Đa nêu thiền nam tự thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu xin lòng tin yêu chân tời chính là thấy đức phật tường ở núi Kỳ Xa Quật.
cùng chúng Bồ Tát Lan và hàng thánh văn vây quanh nói pháp lại thấy cõi ta bà này đứng bằng lưu ly ngang liền bằng thẳng dây vàng gì mà phù đàn để ngăn tam nẻo đường cây bao bảy hàng cán đài lầu nhà thấy đều cán thứ bao hợp thành chúng Bồ Tát đều ở trong đó nếu có người tưởng quán đường như thế phải biết đó là tưởng tình hiểu sao chẳng và là sao đức như là diệt đồ nếu có người nghe kinh này mà không chê bai xin lòng tùy phải biết đó đã tưởng tình hiểu sao chẳng muốn là người đồng cùng thù thì kinh này người này thôi là kẻ đầu đội đứng Như Lai A Dân Đa thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta ma dân chùa tham và các tăng phường dùng bôn sử cúng dường để cung dâng chúng tăng về cha vì thiện nam tứ thiện nữ nhân đó thù thì đồng cùng kinh điển này thời là đã dẫn tham tạo lập tăng phương cung dâng chúng tăng thời là đem xa lời của phần dẫn tham bãi bao cao rồng nhỏ lần lên đến trời phàm thiên treo ca phan lòng và cán linh báo hoa hương chuồi ngồng hương bột hương xoa hương đồ cảm trong kỳ nhà ông tiêu ông địch không hầu cán thư mua chơi dùng tiếng dòng tốt ca ngâm khen ngợi thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ứng đã làm việc cùng dạng đó rồi A Dân Đa nếu sau khi ta diệt đồ nghe kinh điển này có người hãy thu trì hoàng tử chép hoàng bao người chém đó là dừng làm tăng phương dùng gô chiên đàn đó làm cung điện nhà cửa 32 sở cao bằng 8 cây đa là cao rộng nghiêm đẹp trăm nghìn tỳ kheo ở nơi trong đó vườn rừng áo tâm chỗ kinh hành hàng ngồi thuyền y phong đồ ngang nhường nệm thuốc thang tấn cả đồ vui dày đầy trong đó tâm phương có ngân ấy trăm nghìn muôn ngân nhà gan như thế số đó nhiều vô lượng dùng để hiền tiền cúng dường nơi ta và tùy theo tăng cho nên ta nói sau khi Như Lai diệt đồ nếu có người thù trì đồng tùng vì người khác nói hoang mình chép hoang bao người chép cung giảng kinh quyền thời chẳng cần lại dừng chùa tham và tạo lập tăng phương cúng dường chúng tăng muôn lời có người hay thu trì kinh này mà gồm tu hành bồ thi kỳ giới nhân nhục tinh tăng nhân tâm trí tuệ công đức của người đây đơn thù thắng vô lượng vô biên thủy như không đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đánh bằng những tia chủng trí nếu có người đồng tung thủ trì kinh này vì người khác nói hoàng tử chép hoàng bao người chém lại có thể dựng ta cùng tạo lập tăng phương cũng dàng khen người chúng thanh văn tăng cũng dùng trăm nghìn muôn pháp người khen mà người khen công đức của Bồ Tát lại vì người
người ta dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này. Lại có về văn tinh trì giới cùng người nhu hoa mà chúng cùng ở nhận nhiều không sang chi niệm bền vững thường quý ngồi thuyền được các món định sâu tinh tăng mạnh mẽ nhiếp cá pháp lành căn lành chi sang giỏi gàng hỏi đáp a dần đa nếu sau khi ta diệt độ ca thiền nam tư thiền nữ nhân thù trì đồng tùng kinh điển nay lại có ca công đứng lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chính đang chính giác ngồi dưới gông đạo thù a dần ra cho cô thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi. Trong đó bèn nên tay tham tâm ca trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật khi ai đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng sau khi ta diệu độ hay phụng tri kính này người đó phúng vô lượng như trên đã nói đó đó thôi là đầy đủ tâm ca ca cung gian dùng xa lời say tham bài bào để trang nghiêm chùa chiền rất cao rộng nhỏ lần đến phạm thiên linh bao nghìn muôn ngân gió đông vạn tiếng màu lại trong vô lượng kiếp mà cung vàng thăm đó hoa hương ca chuỗi hồng thiên y cán khí nhàn thấm đèn dầu nến thơm quanh cầm thường soi sang lúc đời ác mà phá người hay trì kinh này thời là đã đầy đủ ca cúng vàng như trên nếu hay trì kinh này thời như phân hiền tài dùng ngưu đào chiên đang dựng tăng phường cung vàng nhà 32 sợ cao 8 cây đã la đồ ngôn y phùng tô dương năm đều đầy đủ trăm nghìn chúng nương ơn vườn rừng cán ao tâm cho kinh hành ngồi thuyền các món đều nghiêm tôn nếu có lòng tin đồng tụng biên nếu lại bảo người biên và cũng dàn kinh quyển rải hoa hương hương bột dùng tu mãn chim bằng a đề mục đa già ướm dầu thường đốt đó người cũng dàn như thế được công đức vô lượng như không vô biên phước đó cũng như thế uống lại trì kinh này gồm bố thí trì giới nhận dùng ư thuyền đinh chẳng sân chẳng ăn khẩu cung kinh nơi tham miếu kim hà cán tỳ kheo xa lìa tâm từ cao thường nghĩ suy trí tuệ có gàng hỏi chẳng chẳng tùy thuận vì dạy nói nếu làm được hành đó không được chẳng lường được nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế phải dùng hoa trời đại áo trời trùm thân kia đâu mẫn tim chân lầy xin lòng tưởng như phần lại nên nghĩ thế này chẳng lâu đến đạo thù được vô lậu vô vi rộng lời các nơi trời chỗ trụ chi của kia kinh hành hoàng ngồi nằm nhân đến nói một kênh trong đây nên xài pháp trang nghiêm cho tôn đẹp các món đem cung vàng văn từ ở chỗ này thời là phong thu dũng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi nằm
cầu an lạc bốn phá bền tu thân được kê chầu nội tiếng nhà ba coi bãi đau binh bạn và tính đều rò xa giới chúng ngộ vô sinh nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát đứng văn thù cài cao vừa dứng chân chuyên bền giữ môn pháp được an nhiên từ đấng vọt lên chúng nhiều nghìn ngài A Dần Đa trùng tuyên thọ lượng rộng vô biên